cái này cái này ha. Còn sau đó mình sẽ cắt cho nó sẽ không bị máu nó không bá sát mà. Dạ. Nó sẽ cái gì thì cái máu sẽ cắt máu trước để nó sẽ đổ theo cái phần xuống. Giữa phần máu này mình sẽ cắt máu trước để phần rút cái phần máu nó sẽ nhận lại cho mình. Thì mình cái phần này dạng như phần em biết thôi. Thì phần mẫu máy hiện tại bây giờ thì rằng trong cái mẫu máy thì nhất là cái tóc nó xử lý được cái phần tóc mà nó bị sụn. Thì mình làm dễ hơn dạng tạo kiểu này không em. Giờ chỉ hai lần. Tóc này nãy giờ em có thử ép sai nào chưa? Được chưa? Chưa được. Được. Em muốn thử ép sai cho tóc không? Sợ tóc nó cũng dữ mà. Nó nhanh hơn. Còn một phút là sao?
Thank you.
Giờ giữ nó sẽ đem hết thôi. Bây giờ anh giữ em luôn nè. Rồi lát nữa anh sấy xả xong anh sấy tàu kiểu cho anh, nó đẹp lắm. Tại nhà em cũng có dùng dầu dưỡng tóc đó. Chứ bây giờ nó khô quá, em không thể nào tàu kiểu ra một cái kiểu nào mà nó nhìn nó bóng bẩy lên hoặc là nhìn nó nét cho được. Rồi tóc này nó nhuộm nhiều quá. Nắng rồi, chén dưỡng đâu anh Tăng ơi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống mà lúc mà mình tính và chỉ lên như thế nào nó cũng sẽ không có được đấy là hơi bắt lửa đúng rồi chính xác tại vì tại vì em nhìn cái nào em biết mà đúng không mà em đang không được mà đang càng không được càng lấy ra nó cái tàu hủy ra càng tối thì nó cũng không được. Màu đầu này lên được màu đúng rồi, nó chỉ em chỉ đậm cho nó kiểu nó đều lại hết á, hiểu không, cân bằng á, cái màu đầu nó nhìn luôn đúng không, nó màu sáng, màu sáng phải màu sáng rồi thấy làm cho nó lâu hơn, không có thời gian đâu mình được màu sáng thì có cho nó đều nào nó hết lúc mà mình sấy rồi kiểu ra nó đẹp mà ví dụ như cái màu mà giống như là video nãy rồi phải tẩy luôn. Nhìn lên nhìn cái tóc của nó khác, thấy sấy ra khô khác, nó có độ mượt này hay nó có độ bóng thì nó dễ lúc hơn, tóc nó đi cứ ra
Chứ là nhìn cái phơm mình nó cũng đều. Biết sao cái phơm mình nó bị cái vị. Có nghĩa lúc đó mà mình nhập lâu rồi, xong rồi cái vị của mình là màu đen, đúng không, hiểu không? Xong rồi cái mình cắt, cắt bỏ đi á, cắt dần dần đi thì nó sẽ không bị đều á. Đó mình chặt ra thì nó sẽ đều hơn cái ngay lúc thì mình mới màu. Anh chưa quá với một cái là chưa về chủ đề này đúng không? Chưa quá cắt thịt thầy. Nếu như chủ đề với ông này là chủ đề cắt ai biết là những nâu rồi mà á. Chưa làm chủ đề này không? Chứ không hỏi cắt bình thường cái cho thầy. Lại cái mặt em nó hồi với nó kiểu nó ngán người ta nhìn anh nhìn nó. Hôm nào em lấy gì đây em đang lấy tóc rất nhiều người lấy đây bao nhiêu gặp anh không có lai gì thiệt mà không dám hỏi em là cái gì nhưng mà lấy gì hay gì ngon hơn là những cái thoải mái hơn cầm anh hơi nhiều quá còn lấy cái đeo là lấy đâu không lấy gì đeo thì hỏi này em rất là tóc đăng lên tại tăng vô bay bay sốt này kia tăng vô bay bay sốt rồi bay bay sốt nó từ một tay cái là một bài bài sót này cứ bỏ hết tóc vô hết tóc cái này và từ động này bài bài sót này hết cái kim tải là một anh tải tiền
chuẩn một bát voi. Chơi. 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 Chơi